nước mưa này nó có bị lát không ấy? Bên nhau có chị đẹp. Ừ, không, cái phao đỏ này cứ để lấy đi đã. Chị bán. Anh nhô, anh nhô mọi người. Không biết là có bị ấy không? Nhiều dã man luôn. Béo kinh khủng luôn, eo khiếp sạn này không hiểu sao. Thần ăn bị nhập, cứ vào mùa đông là em bị thần ăn nhập các thứ. Cái nhè mùa đông là bị thần ăn nhập, hôm nay về một bá siêu hot hit. Trời ơi, nói chung là về một cái mã mà mọi người phải gọi là siêu 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 hot hit. Mọi người sẵn sàng chưa? Đầu tiên lúc nào cũng là một, đôi cho em mấy cái áo cọc kia nó lúc nào cũng là một cái hàng. Mày, cái lô 2000 của em mà em bảo mọi người ấy là hàng tầm khoảng độ từ 40 đến 60 là về rồi, rất nhiều hàng đẹp luôn. Và hôm nay em sẽ bán cái lô đấy. Thực ra là út lý ơi, cái dạ của em ý thì mọi người sẽ mua là cái dạ, mọi người cái dạ đấy là dáng free size rất là đẹp. Nhưng đầu tiên cho em lúc nào là đơn bom và quà tặng. Đơn bom và quà tặng cho em, trời ơi nhiều mã đẹp xuất sắc luôn này. Nhưng mà tí nữa sẽ lên này một cái váy len này. Cái váy len này nó cùng với cái váy len của cái váy len xanh mà ai nhận được cái váy len này rất đẹp. Nhưng tí nữa sẽ lên nhá, cái váy len này tí nữa lên cho em này. Nhiều mã đẹp lắm, hôm nay về còn chưa kịp ăn gì. Tối hẹn mọi người thế nên là ông Linh Hồng chưa nhận được hàng. Chị Linh Hồng chưa nhận được hàng á, để em check nha. Đây một đơn bom này. Cái đơn của Thiếu Cách này anh này. Để chuyển hoàn. Đây chứ này, mọi người chia sẻ live stream. Ôi dồi ôi. Em ơi cái quần đang mặc á, đợt em đi lấy hàng quần đang mặc là 30 mấy nghìn nhở? 35 nghìn, em bán quần này 35 nghìn. Trời ơi, cái quần đang mặc là 35 nghìn. Em mua từ đợt lâu lắm rồi. Ừ, mọi người đợi hơi lâu, hôm nay hàng về. Hôm nay về cũng phải 73 hơn 2.000 hàng, gần 3.000 hàng về. Hôm nay có thời gian xem quỳ. Hello chị Phương Nghiêm, lâu lắm rồi không gặp chị Phương Nghiêm nha. Ok, vịt bầu sau mã này sẽ lên ấy, mọi người chia sẻ mạnh tay đi. Để săn một cái áo dạ rất đẹp, em thề mọi người luôn nhóc. Em lấy về được gần 100 cái thì cái áo dạ đấy nó là giá tắc của nó là 2.000 tệ mà em bán. Đúng là hôm nay mọi người chia sẻ livestream cho em bán gọi là sốc luôn đây. Em bán ở đây mọi người nhìn này, bán 160 nhưng trong livestream hôm nay sẽ lên này. Cái đơn này là đơn của một khách. Nói chung là cái bạn này thì không biết là tại sao mà lại có vấn đề gì đây, rất là đẹp này. Không phải 150 nhá. 160 nhưng mà em sẽ để cho mọi người em trừ 5.000 thôi, em ấy nhầm đây này. Áo rất đẹp này, comment cho em ba cái này đều là ba cái tặng luôn này. Tặng cho chị luôn này. Một cái áo hai dây rất là đẹp của nhà em luôn. Mọi người chia sẻ livestream mạnh tay. Hello các tình yêu. Hello chị Go Home. Trời ơi đây này. Áo hai dây rất đẹp này, ba cái này comment tặng cho em luôn. Ba cái này. Chị nào chia sẻ nhanh nhất 10 lượt cái ba cái áo này thì quá đẹp rồi. Ba áo len, hai áo len mà ba cái này comment tặng cho em này. Đẹp xuất sắc luôn, cái áo này mọi người mặc với chân váy rất đẹp này. Ba áo này comment tặng cho em nha. Ba cái này chị nào nhanh nhất là em được nhận được hàng rồi. Cái áo sáu đẹp mà siêu rẻ. Thực ra cái áo dạ này nếu như mọi người mà không mua cái áo dạ này thì phải gọi là siêu siêu tiếc luôn. Bắt đầu em tặng cho mọi người, sau đó em sẽ lên một mã dạ vàng. Bởi vì sao em thấy cái màu đỏ của nó thì nó hơi bị sáng một tí, màu đỏ rất đẹp. Nhưng mà em thấy màu vàng nó tây hơn, màu vàng nó tây hơn mà màu vàng mặc mùa đông nó lạ hơn. Đúng kiểu mọi người đi đâu chụp nhá. Ví dụ như mùa đông mọi người đi đâu chụp, mọi người chụp ở thu Hà Nội thôi. À chứ là mọi người chụp ở Hồ Gươm thôi đã đẹp rồi. Comment của em đây. Ok mọi người sẽ có áo tặng, comment của em ba cái tặng này của khách xả hàng này thôi, chẳng chửi mọi người nữa. Chửi bây giờ chửi tai mình nghe. Hôm nào hứng lên, hôm nào em bị điên tiết lên thì em mới chửi thôi chứ còn nếu không á. Ê, comment nói em tặng này, comment nói em tặng này. Đây, anh ơi. Bút em môi son. Comment tặng 3 cái luôn, chia sẻ mạnh tay cho em này. Tặng 3 cái, tình yêu là chia sẻ 10 lần. Comment nhanh tay nhất thôi, em cho em 10 lần này. Bút đâu rồi? Comment cho em nhất 10 lần, nhanh tay 10 lần để em bán hàng dạ đây, dạ hot hit đây. Nhanh tay, hôm nay dạ em về em lấy thêm mọi người, hôm qua bán 145, hôm nay lấy cho mọi người thêm 10.000 nữa thôi. Ok, tặng Lê Phương cho em này. Tặng Lê Phương số điện thoại cho em cọc vàng đi. Em bán đúng 10 cái dạ vàng này, chị nào nhanh tay thì được 10 cái dạ vàng, em mượn cái dạ vàng đi nhanh đi. Lê Phương một cái hay ba cái đấy? Ba cái luôn, tặng ba cái luôn, một người tặng ba cái. Chị Lê Phương chia sẻ cho em 10 nhóm nhá. Chia sẻ mạnh tay, mỗi người chia sẻ cho em 10 cái dạ vàng hôm qua em bán 115 nhưng hôm nay về cái cân của nó mọi người biết là hơn 1 cân. Nên mọi người chia sẻ mạnh tay cho em này. Hơn 1 cân có cái đấy đấy. Dạ vàng không cái, có cái ngoài rồi, có cái góc ngoài rồi. Đấy đúng rồi cái đấy. Rồi lấy thêm 5 cái nữa. Bán đúng cho mọi người về cái dạ vàng này rất đẹp này. Đây mọi người nhìn hộ em này. Cái lông này mọi người có thể tháo ra được nhá. Cái mũ thì không thể tháo ra được nhưng cái lông này có thể tháo ra được này. Cái giá tác của nó tất cả nếu mà mọi người đến kho em mọi người kiểm chứng, giá của nó là gần 2.000 tệ. Em nhân lên là với tỷ giá bây giờ chưa tăng là 3,5, có nghĩa là gần 7 triệu một cái. 6.930.000 một cái, không nói điêu luôn. Mã này mọi người chia sẻ mạnh tay cho em bán cho mọi người là giá 155.000 cho em ghi một em cái. Đây. Rất đẹp đây mọi người nhìn này. 1.980 tệ này rất đẹp này. Cái mã này thì là form của nó thì mọi người mặc cho em form dáng full size, cái mũ lông riêng, cái mũ lông mọi người mua rất đẹp 01 cho em. 155.000 một cái dạ này thôi. Em bán 160 nhưng trong ngày livestream ngày hôm nay em mở bát bởi vì hôm nay mưa gió, mở bát cho các chế chờ em cái dạ này rất đẹp luôn. Comment mã 01 cho em nhanh tay thì còn này. Cái mũ lông em nói thật mọi người, em vận chuyển từ bên Quảng Châu về mà nó không hề, đây này, dáng tay của nó này cực kỳ sang chảnh luôn, em thật mọi
người. Cái mạng giã này mọi người mua ở hàng gọi là hàng thùng thôi. Nó đã rơi vào tầm khoảng độ bao nhiêu nhỉ? 1 triệu, hơn 1 triệu một cái, em không nói điều luôn, hơn 1 triệu một cái mã này, mua ở hàng thùng thôi nhá. Đây này, 01 nhanh tay cho em, mọi người nhìn cái lông này. Màu hồng này, cái lông này rất đẹp luôn, mũ lông này nhá, cực kỳ sang chảnh luôn này. Mà cái dạ này ở ngoài nó sẽ óng ánh một tí đây cho mọi người xem này. Đúng 10 chị nhanh nhất mã 01 cho em. Nhanh tay thì còn mã này, còn nói chung là mã này về là hot hit lắm luôn. 01 áo này 7 triệu mọi người cầm về mọi người thử xem đi ạ. 01 Hưng Bi có hàng này, 01 Đỗ Thị Anh này. Anh ơi người lấy cho em cái kéo cắt ra cái. 01 Hưng Bi có hàng này, 01 Đỗ Thị Anh này. Đây rồi, đây rồi. Nhanh tay cái mã này rất đẹp luôn. Trời ơi xinh lắm, mọi người chia sẻ livestream này. 01 Đỗ Thị Anh này. Mọi người đem đi tặng cũng xinh, Đỗ Thị Anh cho em này. 155.000 này, ok này. 01 chốt cho em là Hưng Bi 155 này, 01 gấu xinh này. 01 Hưng Bi cho em này. Hưng Bi cho em 155 này, nhanh tay giúp em thì còn này. 01 gấu xinh cho em này. Màu này trước nhá, đẹp xuất sắc luôn. Gấu xinh cho em này, chị gấu xinh ơi cho em xin lại số điện thoại chị gấu xinh này, 155.000 cho em này. Nhanh tay thì còn nha, 155.000 thôi, em đứng lên cho mọi người xem cái dáng này, rất đẹp luôn, rất sang chảnh mã này mọi người mặc này. Em đang mặc với cả ấy đấy, mã này em bán 155.000, mọi người đem đi tặng mẹ về cũng xinh này. Mọi người ơi, áo dáng này là dáng free size nhá, ok. 01 chị Thu Trang Trương Nguyễn này, bán đúng 10 chiếc cho 10 chị chia sẻ nhanh nhất thôi, em không câu like đâu ạ. 01 chốt cho chị Hoàng Tươi có hàng này. Hoàng Tươi cho em này 155.000 này, mã này không lấy hơi phí luôn ạ. 01 chốt cho em là Thu Trang Trương Nguyễn này. Đây mọi người nhìn này, một cái dạng như thế này mà có 155.000 thôi. Thu Trang Trương Nguyễn cho em này, hôm nay lên rất nhiều mã hot, hôm nay vừa về hàng xong hôm nay lên á. Thu Trang Trương Nguyễn cho em này 155.000 này, mã này em về là em không còn thêm đâu ạ. Chắc chắn mua hàng này. 01 chị Thu Hương cho em này. 01 là chị, 01 là chị gái em đó. Em mượn kéo nào, mượn kéo. Đẹp xuất sắc luôn, nhanh tay cho em nhà. Mã này chắc chắn mua hàng này. 01 đẹp lắm luôn, cái cổ nó này. Còn đúng 6 cái nữa chị nào nhanh tay thì được này. Hôm nay em nói thật một em chưa ăn gì đâu, về cho mọi người lấy chưa còn á. Mã này đẹp xuất sắc luôn, 01 này Nga ST này, 01 chị Thu Hương này. Nga ST này. Mã này đẹp mọi người ạ. Nga ST cho em này, ok 155 này, 01 cho em này. Chị Nguyễn Phương Liên này, mã này không lấy hơi phí luôn ạ. Em nói thật mọi người, em bảo 7 triệu là 7 triệu chứ không bao giờ điêu. Em bán hàng mọi người biết rồi này, 01 nhanh tay cho em. Chị gấu xinh không vừa, ok chị gấu xinh. Mã này đẹp mà, khoác ngoài mọi người khoác ngoài này, 01 Vũ Vũ có hàng này. Nhanh tay này, mã này về là không còn nữa, Vũ Vũ cho em này. 155 cho em này. 01 Nhật Xù có hàng này. Không chốt rồi xả đâu. Mã này đẹp lắm luôn, Nhật Xù cho em này. 155.000 này. Form nó là form dáng rộng nha mọi người nhìn em cái chất dạ này. Dạ em đã quay rồi này, dạ này rất đẹp luôn. Mà cái cổ lông của nó, nói chung là dạ này thì em cũng chẳng quảng cáo nhiều nữa. Đây. Đẹp xuất sắc, mã này mọi người mặc bên trong cho em một cái áo này. Mua em nói thật mọi người, riêng cái mũ này mọi người mua đó phải gọi là quá xuất sắc rồi. Nên là thôi còn đúng 2 cái nữa, 3 cái nữa chị nào nhanh tay thì được. Mã này trả chốt thêm đâu, trả bán thêm bởi vì quá xuất sắc rồi. Đẹp xuất sắc chưa mọi người ơi. Trời ơi gấu xinh bây giờ còn tìm gấu xinh ở đâu thì chết giờ. Chia sẻ nhanh tay, tối em chưa ăn một tối gì luôn. Hoàng Hiền có hàng này. Hoàng Hiền này. 01 Hoàng Hiền có hàng này, đẹp xuất sắc, vịt bầu có hàng này. Đẹp lắm luôn mọi người nhìn em mặc này, cái mũ của nó này. Mọi người nhìn cái mũ đội mọi người đã biết rồi. Hoàng Hiền cho em này 155.000 này, có đơn này, 01 vịt bầu cho em này. Còn một người cuối cùng thôi, đẹp xuất sắc luôn. Thề mã này á mặc vào á, bay lớp bay có hàng này, thế là hết rồi. 01 này vịt bầu với bay lớp bay cho em hết sạch luôn này. Hoàng Hiền nữa. Ừ Hoàng Hiền rồi, bay lớp bay, cái chị của chị là gấu, của chị gấu xinh anh đổi sang bay lớp bay cho em. Đẹp xuất sắc, lên cho em một mã lông thỏ này, hôm nay về toàn hàng hot hit với cả hàng để mọi người mặc với sơ mi rất đẹp ấy. 0101 tiếp cho em này. 01 chốt cho em là vịt bầu à. Vịt bầu à. 155.000 cho em này, rất đẹp. Hết cho em nha, lên cho em một mã lông thỏ này. Cái mã này là mã tím lông thỏ này, màu tím gọi là màu mà gần như là các chị rất là thích rồi, bởi vì màu tím mặc với chân váy rất đẹp. Mà cái mã này là mã lông thỏ cực kỳ dày luôn này. Cái mã lông thỏ rất là dày luôn, em xin lỗi các chị hôm nay em mặc cái áo đây. Mọi người nhìn này, áo lông thỏ mở đầu cho em này. Cái mã này là nó là dáng váy nha mọi người. Lông thỏ nhưng nó là dáng váy, mọi người có thể mặc quần legging bên trong hoặc mọi người có thể mặc quần dạ bên trong này. Lông thỏ cho em đưa cho em mấy cái đây, cái này còn mấy cái thôi này, cổ này đẹp xuất sắc luôn. Lông thỏ này. Lông thỏ cho em chia sẻ livestream cho em lông thỏ, nếu như mã 02 này. 02 lông thỏ hôm nay mà thật mừng em chưa được ăn gì. Em điêu em làm ấy luôn, từ trưa đến giờ ăn được cả ngày, em ăn được đúng một bát cháo không phải là kể khổ. Nhưng mà bởi vì cái mã dạ này mới về mọi người chờ, phải đến là hôm qua em livestream xong phải đến gần 200 người ấy, nó rất là đông. Gọi điện này nhắn tin cho em này, Quỳnh ơi nếu có cái dạ đỏ thì gửi cho em nhé. Rồi rất là nhiều mọi người đã mua hàng em, mọi người biết cực kỳ nhiều luôn.
cực kỳ nhiều chị nhắn tin cho em là hôm nay mọi người chờ cái áo dạ này thì em về em ấy cho mọi người thôi. Chứ còn nếu không ở đây này, lên mày cho em nó này. Rất xuất sắc luôn mọi người nhìn này. Mã này 02 cho em 02, một cái màu này nó là dáng mọi người mặc cái quần legging xong đi bốt rất đẹp. Khoác thêm một cái áo ngoài nó cực đẹp. Mã này mở đầu cho em cũng là một bát, gọi là em lấy cho mọi người cái giá gọi là ưu đãi này, lông này. Eo đẹp lắm luôn. Mã này mã 02 cho em. Chia sẻ. Ok. Ok, mã 02 cho em này. 02 mọi người mặc cái quần legging ok này, 02 cho em này. Mọi người nhá, mã này mọi người mặc cái quần legging như này này, rất đẹp luôn này. Mọi người có thể mặc ở ngoài một cái khoác nữa. 02 bán cho em giá này ạ. À. Em như mọi người đã nói 68.000 giá này quá yêu luôn. Một cái này thôi không nói nhiều. Mã này còn đúng mấy chiếc nhỉ? Còn đúng 9 chiếc. 68.000 áp dụng các tình yêu, áp dụng mọi người chia sẻ livestream, 68.000 áp dụng mọi người chia sẻ livestream. Còn nếu không là không, bởi vì mọi người nhìn này, lông thỏ luôn này. Bao nhiêu đấy ạ? Ai? Mã 02 cho em 69.000 này, 02 cho em áo lông thỏ này. 02 cho em 69.000, mã 02 này cho em 1.000 tiền uống nước. 02 cho em 69.000 nhanh tay này, áo này mặc quần legging quá đẹp luôn này. Ok, 02 chắc chắn cho em này, Thủy Đức cho em này. Thủy Đức cho em này. Trời ơi, 69.000 cái áo lông thỏ, nó là dáng áo váy này. 02 cho em này, màu này rất xinh luôn, màu này trắng da dã man luôn. 02 Nhật Xù có hàng này, nhanh tay giúp em nha. Vút này hết mực rồi anh ơi. Nhật Xù cho em này, 02 cho em này. 69.000 này ok này. Ok, Nguyễn Thủy Dung có hàng này anh ơi. Cho em xin cái bút cái. Nguyễn Thủy Dung cho em này. Ok. 02 chắc chắn này, 02 Thủy Đức có hàng này. Mã này mặc thì siêu xinh luôn. Áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream cho em nha. Nguyễn Thủy Dung có hàng này. Mã này áo lông thỏ này. Ai? Vũ Minh Thu không giấu cho em này. Vũ Minh Thu không giấu cho em này, 69.000 này, nhanh tay thì còn. Anh Hải vừa nãy em nhìn thấy không thấy anh đâu mà lông thỏ cho em này. Mã này mặc thì khỏi phải nói luôn nhá. Còn đúng 4 cái là hết này, còn đúng 4 cái là hết, chia sẻ mạnh tay cho cháu nó. Ok này, mã này mặc cái quần legging đẹp xuất sắc luôn, mặc cái chân váy cũng đẹp. Mã này mặc cực kỳ sáng da. Ngọc Yên Nguyễn ơi, có thấy Ngọc Yên Nguyễn hôm nay livestream của em hơi đông một tí. Livestream của em hơi đông một tí thế nên là 02 Vũ Minh Thu có hàng, Thủy Đức có hàng này, 69.000 cho em một cái. 02 Phạm Mơ có hàng này. Áo đẹp xuất sắc luôn. Phạm Hồng có hàng này. Phạm Mơ, Phạm Hồng đều có hàng hết ạ. À. Phạm Mơ cho em này 69.000 này. Chắc chắn mua hàng hay chốt cho em nhà. 02 chốt cho em này, Phạm Hồng này. Trời bút hết mực rồi anh. 02 Phạm Hồng cho em này. Mua hơi mực rồi. 02 Phạm Hồng này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nó chứ. Không biết Phạm Hồng nào đâu. 69.000 thôi này. 42 cân thì mặc thành váy đi tình yêu ơi. 02 Đỗ Hồng Vân có hàng này. 02 Go Home. Cái mã này không nhận thì hơi ấy luôn này. Go Home cho em này. 69.000 này. 02 Hoa Trần không giấu với 02 là Đỗ gì đây ạ? Đỗ Hồng Vân có hàng này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nha. Em không chốt cho vui miệng, không chốt cho sang miệng đâu. Hôm nay vừa có một chị chốt đơn 1.4 triệu xong lại bảo là ôi em ơi chị hết tiền. Trời ơi. Em nói thật mọi người, 02 một người nữa này, chốt cho ai đây nhỉ? Đỗ Hồng Vân có hàng. Em hết 02 này. Đỗ Hồng Vân xin số này, Phạm Hồng xin số này. 02 Đỗ Hồng Vân với Phạm Hồng cho em xin số này. Anh ơi đưa hẳn một cọc cho em đi, cọc một cái cọc áo gilê của Tin vàng ấy. Chưa được. 02 Đỗ Hồng Vân cho em này, lên cho em một cái mã gilê thì mã gilê này em rất tâm đắc luôn này. 02 cho em Đỗ Hồng Vân này. Đỗ Hồng Vân đi xuống lại, Đỗ Hồng Vân cho em này. Em không chốt cho các chị vui miệng đâu nha. Em chốt là chốt đây một mã nữa này. Một mã này cũng lên một mã ra giá rất là đẹp luôn. Mọi người đã biết hết sạch rồi. Mã này cũng kín cái. Đơn Quyên Phạm đi rồi. Không ai hết rồi, đơn Quyên Phạm đi rồi nhá. Lấy em cũng nước hết nước rồi đúng không? Vừa đói vừa mệt luôn. Hello các chị, em hết mã 02 rồi. Từ nhỏ còn mực. Lấy cho em ít len này đi. Cả mấy cái kia nữa kìa. Hôm nay về toàn mã đẹp thôi, mọi người cứ chờ một xíu đi, rất nhiều mã đẹp với cả lên phao nữa. Phao các thứ nói chung là nhiều mã đẹp lắm mọi người ạ. Rất nhiều mã đẹp. Không, cái đúng không ạ? Cái kia kìa, cái len lỗ với cả len ấy kìa. Đẹp quá. Ừ. Cái này còn mấy cái này, cái này mọi người biết lúc đầu em bán là 95.000. Đây cho mọi người xem cái áo dày như này. Lúc đầu em bán là 95.000 cái áo này rất là đẹp luôn này. Form rất đẹp, cổ dáng rộng này. Vâng, à, đó là cổ như thế này. Ai mà nhận cái áo này rất là thích luôn này. Hôm nay xả cho em mã này luôn là 71.000. Áo này không phải nói nhiều. Mã này 71.000 này, rất đẹp, 71.000 cho em. 71.000 cho em áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream rồi. Mã này em còn mấy chiếc này, 71.000 cho em này. Mã này quá xuất sắc rồi, nhìn đúng em này. Áo này là form dáng rộng, mọi người mặc như này, mặc với váy với quần legging cực kỳ đẹp, form Hàn Quốc. 03 cho em 71.000 này, còn mấy chiếc thôi ạ, à? Nhanh tay thì còn nhá. 03 em còn đúng 4 chiếc em mới bán giá này thôi, lúc đó em bán là 95.000 là đã rất là rẻ rồi, còn không có hàng mà bán. 03 chốt cho em này, 03 chốt cho em 71.000 này. Nguyễn Hiền ơi, có nhìn thấy Nguyễn Hiền nhá, mã này đẹp quá, 03 này. 03
chốt cho em này. Là bao nhiêu ạ? 71.000 này, nhanh tay thì còn này, 03 cho em này. 71.000 mã này mặc đẹp xuất sắc, còn đúng mấy chiếc ạ? Nay có bomber không Trần Yến Vi ơi? Chắc là có một ít bomber đấy. 03 chốt cho em này, 71.000 này. Đẹp xuất sắc, 03 nhanh tay còn đúng 5 chiếc thôi. 03 cho em đẹp quá. Mã này mặc cái quần legging mà đi thêm một đôi bốt vào thì gọi là dã man luôn này. 03. Ai? Nguyễn Thủy Dung có hàng mọi người sắm đồ đây này. Nguyễn Thủy Dung này, mã này ai mà nhận được của em thì biết rồi nè. 71 cho em ok này. 03 Yến Linh có hàng này, nhanh tay thì còn nha các chế. Yến Linh cho em này. 71.000 mã này, trời ơi. 03 chốt cho em Phạm Thị Thanh ạ. Phan Thị Thanh này. Ok. 03 nhanh lên, còn đúng 2 chiếc. Mã này mặc quá xinh rồi, không phải nói một câu gì, cực kỳ hàng hàng rẻ Hàn Quốc. Thân Thu Hằng. Ok, 03 Thân Thu Hằng à? Thân Thu Hằng cho em này. Thân Thu Hằng cho em. Trời ơi, 71.000. Quá xuất sắc này. 03 chốt cho em một người cuối cùng nữa, 71.000 thôi. Mã này mặc cực kỳ hàng rẻ, mặc mà nóng hết cả người. Bật điều hòa cho em, giảm xuống cho em đi. Tình hình này không ổn đâu, nóng lắm. 03 chốt 03 cho em này. Hiền Hâm có hàng cho em, mã này em hết này các tình yêu. 03 Hiền Hâm có hàng, lên cho em một cái mã này. Nó mã này mở đầu cho em chào sân là em bán cho mọi người một cái giá rất yêu. 03 cho em Thân Thu Hằng trên số điện thoại này. 03 là Hiền Hâm này. May đẹp quá, trời ơi, hàng rẻ dã man. 71.000, trời ơi, 71.000. Lên tiếp cho em một mã này nữa này, rất đẹp. Mã này em đã bán rất nhiều rồi. Cái hôm nay là cái màu hồng, màu hồng các chị chắc cũng rất là thích. Mã này ai mà nhận được cái áo này cực kỳ dày, nhìn của em. Cái khoác này nó khoác choàng, nhưng nhìn của em cái chất này thôi. Nó phải gọi là màu hồng thì nó không bị chòe quá đâu mọi người, áo khoác choàng này. Em bán lúc đó em bán là 109, hôm nay là còn sót cho em đúng mấy cái này, 1 này, 2 này, 3, 4 cái. Áo này nhận được thì chỉ có khóc thét thôi bởi vì quá dày và quá đẹp. Đây, nhìn của em cái chất này. Nhìn của em cái chất này, áo này quá dày và quá đẹp. Cái màu này của nó là màu hồng cánh sen. Lên live stream nó sẽ bị đậm ngoài, ngoài nó rất là tươi và cực kỳ sáng ra. Lên live stream thì nó mới bị đậm, ở đây là do ánh sáng đèn vàng nó vào nó bị đậm này. Mọi người nhìn này, áo này xinh dã man luôn, nó giống như cái áo choàng của mình ấy, đẹp lắm mọi người ạ. 04 cho em bán cho em 80.000, áo này em bán là 109, bây giờ em còn 80.000 thôi. 109 em bán là quá rẻ rồi này. Khoác này mọi người mặc này, xinh cực kỳ luôn này, như kiểu 80.000 cho em, mã 04 cho em 80.000. Mã em còn đúng 4 chiếc cho em nên mới bán giá 80.000. Mã này đẹp khỏi nói nhá, này nhìn mặc này, trắng da kinh khủng luôn này. 04 chị Thanh Thiên có hàng, nhanh tay thì còn. Trời ơi, 04 em bán 80.000 là quá sốc rồi. 80.000 cho em. 80.000, 80.000 ai mà nhận cái này thì chỉ có gọi là khóc thét bởi vì quá sướng. 04 này Thanh Thiên cho em này. Dương Thanh Thiên cho em này, 80.000 cái này ạ. 80.000 cho em này, ok này. 04 Dương Thanh cho em này. Hôm nay là xả đúng nghĩa luôn các tình yêu. Ok, anh lên cho em mấy cái phao đi. 80.000 này, đẹp quá. 04 này, mã này bút này hết mực rồi. 04 Dương Hạnh có hàng này. Bút này hết mực rồi anh ạ. 80.000 này. 04 này thỏ nâu cho em này. Còn cái nào không? Còn 2 cái nữa thôi, đẹp quá. 04 này. Thỏ nâu với linh hồng. 04 thỏ nâu với linh hồng cho em này. Còn một cái cuối cùng, cái này giữ lại mặc đẹp quá. 04 này, bút này hết mực rồi. Thỏ nâu này. Không bốn này, Dương Hạnh này. Không bốn này, Dương Hạnh này. Thỏ nâu này, Thanh Thiên này. Với cả Linh Hồng thì hết thôi. Còn bốn cái mà. Thanh Thiên này, thỏ nâu này, Dương Hạnh với cả Linh Hồng là hết rồi còn gì. Hết sạch rồi. Rồi những cái phao đỏ nữa. Cái phao này chia sẻ mạnh tay nhất này, còn đúng một cái cuối. Cái phao này em mua ở gần bên kia là cũng gần 6 triệu của em. Cái này không mấy đây được này. Không mấy đây, 04 này. Tốt cho Linh Hồng. Cái phao này em mua bên đấy là gần, nhìn của em này, nói chung là khỏi nói nhá. Phao này chỉ nào nhanh tay thì còn. Em còn đúng một chiếc cái phao này thôi. Rất xuất sắc luôn, cái áo này phải gọi là siêu đẹp luôn. Dành cho các chị nào ưu tiên các tình yêu tầm khoảng 60 cân nhá, 55-60 cân này. Mã này rất đẹp luôn này. Mua bên đấy cũng gần 6 triệu. Mã này phao thực sự, mọi người mà nhìn cái phao này mọi người biết này, mỗi cái em còn 1 đến 2 chiếc thôi. Rất là đẹp này. Cái lớp phao rất đẹp. Mã này em xả đồng giá cho em là bằng 160.000. 160.000 có đúng 3 cái em mua rất đẹp này. 160.000 cho em áo này mặc cực kỳ đẹp luôn. 160.000 một cái cho em áo bao nhiêu đây? Mã 05 cho em. 05 cho em chị nào nhanh tay được này. 05 cho em này. 05 cho em này. Em chào chị. 0505 nhanh tay cho em này. 05 em chào anh nữa. Mày 05 cho em này. 05 cho em này. Không xem quý búp bê à? Trang ơi xem cái chi à, má không thấy kiếm tiền hả? 05 cái phao này rất đẹp này.
Chị nào nhanh tay thì được này. Cái áo này rất rất sắc luôn. Trời ơi. Ok Melanie Lê này. 100 bao nhiêu đây? Cái áo này, đẹp quá. À. 1.60 không có túi đúc đâu. Cái này chỉ nhớ là của Melanie Lê thôi. Ghi xong rồi dán cái giấy vào đây là của Melanie Lê này. Thêm một cái phao nữa, cái phao này mọi người mà không lấy em cũng giữ lại mặc. Cái này mọi người không lấy mà em cũng giữ lại mặc này. Mọi người nhìn đã biết là này hàng rất đẹp luôn này. Cái này mã không mấy đấy. 160.000 luôn, cái này còn mấy cái thôi, rất là đẹp. Ai mà mua về thì chỉ có ưng thôi. Cái này còn một cái bởi vì là sao bởi bên kia. Em thấy bên kia người ta giao nhầm cho em đấy. Thì nếu không có cái này đâu, không mấy đây. 07 bao nhiêu? Không, mã này là 00006 đúng không? 06 một cái phao nữa này, màu quá xinh rồi. 06 cho em này. 0606 cho em cái này 160.000 này. 06 cho em này 160.000 này. 06 cho em 160.000 này. Hello Hana Thùy. 05 Melanie Lê này. 160.000. Mã 06 cho em này, nhanh tay thì còn này. Ai nhanh tay thì còn 06 này. Rất xuất sắc. Bán đi, con đang bán. 0606 cho em. Ai đấy? Ai? À Hạnh Ruby à? Mã này chốt cho Hạnh Ruby cho em này. Mã này chốt cho Hạnh Ruby cho em này. Em tưởng là anh mẹ anh gọi là Hạnh Ruby chốt đi. Không mấy đây, mã không mấy đấy. Đây để cho em này. Thực ra cái áo này em không thử đâu, cái áo này là áo của form này người ta gửi cho em này rất đẹp. Trời, mọi người mua áo của bố thì mọi người biết rồi. Một cái form áo 160.000 gửi cho cái đấy thang đấy cho tao á. Bán rẻ á hả Trang? Cái này là form áo của bố này. Cái binh nhạc hả? Cái đấy đẹp mà, cái đấy Quỳnh Đình giữ lại mặc đấy, có hai chiếc giữ lại mặc một chiếc rồi đấy, bán một chiếc. Kiều Trang 06cc à, không gửi cái mã này một form nữa này. Mã này nó là dàn hàng da lộn này. Rất đẹp, nói chung em không biết tả chất đâu mọi người ạ. Nhưng hàng đẹp. Cái mã này là form size L thì con trai tầm khoảng độ 6, anh dài bao nhiêu cân? Anh bao nhiêu cân? Tầm khoảng độ 65 đến 70 cân, mã 07 cho em một áo của Nam 160.000. 65 70 cân này, mã này thì thôi này. Nhanh tay thì còn này, chờ hôm qua. Hạnh Ruby đúng không? Mai ship nhà Hạnh Ruby hôm nay mưa này. Vâng anh chào anh chị ạ. Nói chung là em nói hơi to nên anh chị thông cảm nhé. 160.000 cho em này. Phao rất là dày, 07 nhanh tay cho em này. 07 nhanh tay cho em này. Đẹp quá trời ơi, nhanh tay thì còn nha. 07 cho em, mã này không thử đâu, mã này là của Giai. Chắc chắn chốt cho em để cho tao về mặc nhé. Biến 07 chốt cho em này, 07 cho em 160.000 này. Áo này thì khỏi phải nói luôn, ai nhận được áo này mê luôn. Mua ngoài toàn bao nhiêu? Ai? Phạm Nhung mà ai nhỉ? À 07 Phạm Nhung lên này. Nào bắt đầu lên phần này đây, bao chia sẻ nhỉ, chưa? Phạm Nhung 160 này. Ai mà nhận được áo này thì chỉ có khóc thét thôi. Em thề mà khách. Em thật nhá, không phải điêu luôn, nhân viên nhà em toàn bảo là chị Quỳnh ơi, cái mẫu này hôm trước này. Chị Quỳnh ơi, cái mẫu này hôm trước em mua ở ngoài này, 400.000 này, chị thấy sợ không? Mà hôm trước chị bán cho em là mẫu này, chị bán cho em là 06 mà vẫn comment. 06 chốt cho ai đây? Thế 06 để cho ai đây? 06 này, 06 là cái mã phao đen kia mọi người nha. 06 để cho Hana Thùy nhá. 06 Hana Thùy mặc mã này đẹp này. Hana Thùy cho em này. 06 Hana Thùy mã này rất đẹp luôn. Ai mà nhận thì ưng luôn, mã này rất đẹp. Đó là hàng lông gì mặc nhẹ lắm, thích lắm. Em thì không biết là lông gì, em thì không chuyên các loại lông. Nhưng mà mặc đẹp. Chia sẻ mạnh tay lên cho em một mã này nữa này. Cái mã này rất đẹp, lên cho em vào cái này mọi người mặc bên trong. Ok anh lưa cho em cái cọc vàng đấy đi. Lên cho em cọc vàng nhanh tay. Cọc vàng như kiểu cọc vest, cọc mặc vest. Còn một mã nó mặc với vest cực kỳ đẹp. Mọi người chia sẻ mạnh tay sau đó sẽ lên một mã hot. Cái mã này cũng rất hot. Ừ đấy. Đây. Nói chung là thực sự cái mã này em nhận về em rất tâm đắc này. Cái mã này phải gọi là, em nói thật mọi người luôn, lúc em lấy về em đã biết là nó rất đẹp rồi, nó là hàng hãng bên kia rồi. Cực kỳ đẹp này, nhìn của em này. Đẹp lắm luôn, cái mã này mọi người mặc bên trong vest màu này ai bảo không yêu thì em chịu này. Cổ này, tùy cổ nhá, nhưng cái mã này rất đẹp, màu tây dã man, mặc với đen, mặc với vest, mặc với phao thì phải gọi là cực kỳ phê luôn này, mặc với màu đen thì gọi là siêu siêu phê luôn. Ai mà thích mấy cái mẫu này này, một mã này cho em này. Ôi đẹp chưa? Cái mã này phải gọi là mọi người mặc nhá. Mọi người mặc bên trong cho em, mọi người mặc với áo sơ mi, mặc cổ tay dài thì thôi, kể cả len cũng đẹp bởi vì nó là co giãn này. Form này co giãn này rất là đẹp, nhìn của em cái chất này. 67 ký mã này bật. Dưới 70 ký vừa thôi, chị 45 cân mặc cũng ok cho em. 45 cân mặc cũng ok cho em. Mã này còn bao nhiêu đây ạ? Mã này bán cho em bao nhiêu tiền đây ạ? Hôm nay duy nhất là em chiên nó có thể bán 55.000 áo này. Không ai bán 55.000 áo này. Nhưng ép ai mát dùng mọi người chia sẻ livestream. Nếu mã này mà không chia sẻ livestream là không thể chốt đơn luôn. 55.000 cho em này. Mã này quá đẹp luôn. 55.000 cho em mã bao nhiêu đây? Đẹp xuất sắc luôn này. 08 cho em này.
0808 cho em này, 08 cho em này. Nhanh tay thì còn 08 này, mặc với vest hoặc mặc với ôi 08 này chất là đẹp lắm. 55.000 cho em là chỉ áp dụng. Chỉ áp dụng mọi người chia sẻ livestream thôi bởi vì áo này màu rất tây, còn đúng mấy chiếc này thì của em. Không còn nhiều đâu này. Má mấy đây em không có bút đâu, quên không biết bút ở đâu. Không biết bút ở đâu rồi này. Anh tìm của em một bút cái. Tìm biết đâu mà tìm. 08 cho em 55.000 mã này mặc thì thôi đẹp, dã man luôn, mặc với vest cho em này. 0808 cho em này, 08 cho em thơm Jenny có hàng này. 08 chốt cho em này. 08 nhanh tay thì còn nhà 55.000 cho em này. Đẹp xuất sắc. Hoàng Hiền dồn đơn ok này. Đây. 08 Hoàng Hiền dồn đơn này. Ai mặc cũng được nha mọi người nha bởi vì nó là form co giãn này. Hoàng Hiền cho em này. 55.000 này ok này. 08 thơm Jenny cho em này. Màu này đẹp hơn trên ảnh rất nhiều lần luôn ạ. Thơm Jenny cho em này. 55.000 này mã này này. 08 ai ạ? Phương Nguyễn này. Phương Nguyễn cho em này. 55.000 này ok này. 08 Thúy Hồng này. Thúy Hồng cho em này, nhanh tay thì còn ạ. 55.000 cho em này. 08 chốt 08 cho em nữa này, nhanh tay thì còn nhá, còn mấy chiếc thôi ạ. 08 này, Phương Nguyễn có hàng 08 Lan Anh này, Lan Anh này, Lan Anh nào này? Lan Anh 2 cho em này. 55.000 cho em này. 08 Bí Ngô có hàng này. Bí Ngô cho em này. 55.000 này, áo này rất đẹp luôn này. 08 chốt cho em còn đúng 2 chiếc nữa ạ. 55.000 này, nhìn của em cái chất này. Đẹp mê luôn này, màu quá đẹp luôn này. 08 chắc chắn mua hàng, hãy chốt cho em 55.000 một cái áo này thôi mọi người, mặc với vest rất đẹp. Chị Quỳnh Nguyễn có hàng này. Quỳnh Nguyễn có hàng, 08 có một chiếc cuối cùng nữa này. Facebook nhà em bị ẩn comment thế nên là mọi người thông cảm cho em nhé, không biết có cái ấy đâu không. 08 cho em 55.000 này, mã này. Quỳnh Nguyễn có hàng này. Lan Anh ơi, có chốt chị Lan Anh rồi mà. 08 áp dụng các chế chia sẻ livestream nhá. 08 Bí Ngô có hàng này. 08 áp dụng. Bí Ngô xin số điện thoại cho em này. 08 của một người nữa này, 55.000 này, đẹp quá. 08 55.000 cho em. 08 55.000 cho em này. 0808 55.000 cho em, nhanh tay cho em nhá. Bomber đỏ còn 2 cái này, đợi em lên nốt bomber đỏ. Phượng Trịnh có hàng này. Phượng Trịnh đơn đi rồi nhá chị tình yêu. Phượng Trịnh đơn đi rồi này, lên cho em bomber đỏ 130 một cái bomber này. Bomber này hôm qua bán phải đến 30 cái một cái nhá. Bomber hôm qua phải bán còn dạ chị Kim Anh ơi, nhưng mà tí nữa em mới lên nhá. Chia sẻ livestream thì đưa em lên một cái dạ này cũng cực kỳ xinh này. Không đổi màu giúp em, chắc chắn chốt màu với chốt cho em. Không đổi màu giúp em, chốt đổi một cái màu là Phương Nguyễn ơi, chuyên về Tham City cho chị. Ừ, mọi người chắc chắn hộ em nhá. Đừng chốt, đừng xả nhá. Đây, rất đẹp. Cực kỳ xuất sắc luôn này. Cái bomber này cho em còn đúng 2 chiếc màu đỏ. Còn đâu là hình như màu đen, em không nhớ là còn hay không đâu. Đằng sau của nó có hình rất đẹp này. Bomber này mặc cực kỳ trẻ luôn này. Tay nhăn cái bomber này mọi người không mua hơi phí. Bên trong là phao trần bông này, còn 2 chiếc cho em 130. Nói chung là bomber này mọi người không mua thì chỉ có phí đâu. Cái này còn 2 chiếc form cái dành cho các chị tầm khoảng độ dành cho các chị tầm khoảng độ bao nhiêu nhỉ? Cái này mọi người form này tầm khoảng 55 cân mặc ok nhá. 55 cân mặc ok này, rất đẹp luôn này. 55 cân đổ xuống này, mã này mặc không đẹp không lấy tiền luôn này. Mã 09 cho em này, 130 này, còn đúng 2 cái. Nhìn của em này. Mã 10 đúng không? Mã 10 cho em này, nhìn của em luôn này, bomber này. Toàn hàng xịn thôi mọi người ạ. Bomber còn cho em này. Thơm Jerry một cái này, mã này to nhỏ mặc được hết nhá. Chắc chắn chốt, hãy chốt cho em nha các chế. Chắc chắn chốt cho em nhá. Mã không 35. Mã 10 chứ, Thơm Jerry là mã 10 mà. Mã 10 cho em mà, mã 10 Thiện Tâm ơi, có nhìn thấy Thiện Tâm mà. Quỳnh Nguyễn ở đấy, Quỳnh Nguyễn ở thờ Phạm Văn Đồng đấy. Mã 10 cho em này, khỏi phải nói luôn này. Cho em xíu nhiều lắm. Trần Yến Vi bomber đỏ này. Ok, mã 10 này. Trần Yến Vi này, đẹp quá. Từ từ rồi, Trần Yến Vi này. 130 này. Anh ơi cứu em. Anh ơi cứu em. Mã 10 Thơm Jerry có một cái đỏ hết sạch luôn ấy. Với cả Trần Yến Vi đúng không? Hết. Còn một cái không biết, em không nhớ là có cái ấy không, có cái thôi rồi đấy mặc cho mọi người. Không, cái này ở đây không có cái. Không có cái áo sơ mi ấy. Mã 10 chốt cho em này, Thơm Jerry này. Xin lại số Trần Yến Vi thôi. 130 em hết này. Trần Yến Vi xin số điện thoại Trần Yến Vi cho em nha. Đây, một màu này cũng rất hot này. Màu này mọi người mặc bên trong sơ mi với em mặc mùa này cực kỳ đẹp luôn. Đây, hôm nay toàn mã đẹp thôi. Em nói thật mọi người không mua hôm nay hơi phí này. Ở đây còn có chiếc eo cũng này. Cái này đẹp lắm luôn. Cái mã này rất đẹp. Mọi người mặc bên trong cho em hoặc mọi người mặc cho em. Hôm nay cái cây gậy livestream nó bị làm sao ấy nhở? Chờ em xíu, hôm nay cái gậy livestream của em có vấn đề. Ok ok rồi. Đây. Mã này mặc thì không chê một điểm nào. Mọi người mặc bên trong cho em. Bọn người riêng cái này em trước em còn bán là 68.000 cơ. Cái mã này rất đẹp. Thực ra cái mã này em không lãi lời được bao nhiêu cả. Gọi là bán vui cho mọi người, kèm cho mọi người mặc bên trong sơ mi thôi. Mặc để mọi người mặc bên trong sơ mi cực kỳ đẹp luôn. Mã này em nói thật mọi người luôn đấy.
để mọi người mặc bên trong sơ mi cho nó đẹp thôi. Không phải cái này của em nó ấy quá này. Để mọi người mặc bên trong sơ mi cho nó đẹp thôi. Đây, cho mọi người xem này. Cái này phải gọi là siêu hot luôn đấy chứ không phải hot. Đây. Đây mặc cho mọi người xem mã này, mọi người mặc không với cả váy thôi cũng đẹp rồi. Nhìn nó em chất này. Không, người lại bảo em là tại sao con Quỳnh nó bán hàng kiểu gì, cái chất mọi người sờ xuống lắm luôn ấy. Phải gọi là cái chất mọi người sờ run luôn bởi vì rất là sướng. Mà đây bóp eo này. Cái mã này chiết eo ở dưới này, cực kỳ đẹp. Mã này mọi người mặc bên trong đây nhìn của em này. Cái dáng này đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn này. Cái dáng này chiết eo ở dưới không bao giờ sợ. Mà cái mã này mọi người mặc bên trong cho em nhá. Là một cái áo sơ mi mùa đông, mọi người mặc bên trong sơ mi, ngoài khoác một cái phao thôi là đã rất là đẹp rồi này. Mã này rất là đẹp, bán cho em 55.000 thôi. Mã này quá hot luôn, mã 11 cho em 55.000. Trời ơi, quần tình yêu ơi, quần em 11 cho em. Chắc chắn chốt cho em 11 cho em này. Đẹp lắm luôn. 11 nhanh tay cho em. Mã này màu xinh cực kỳ luôn, 55.000 ạ. Nam Bảo cho em này. Mã này có 55.000 thôi. Màu đẹp lắm luôn này. 11 Nam Bảo có hàng này, 11 Nam Bảo cho em có hàng này. 11 nhanh tay cho em, còn có mấy chiếc thôi này. Cả một cọc này luôn. Em ơi, bán với các tình yêu chia sẻ livestream, mã này bán cho các chị xuống luôn. Chứ thực ra mã này á, quá là hot hit luôn này. 11 Phương Thoa có hàng này. Phương Thoa có hàng cho em này. 55.000 cho em này. Đẹp xuất sắc luôn. 11 này, nhanh tay cho em này, 55.000 này. Đẹp lắm luôn này, 11 chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nha các chế. Chắc chắn mua hàng hãy chốt Phương cho Thoa em xin số này. 11 Phương Thoa có hàng này, mai đẹp lắm luôn. Vũ Châu Lê này. Màu này đẹp quá. Nam Bảo có hàng, 11 Thiện Tâm có hàng này. Thiện Tâm cho em này. 55.000 cho em này. 11 này, Xí Xóa có hàng này. 55.000 cho em này. 11 chốt cho em này. Chị Phương Nguyễn ơi, trời ơi khổ thân em. Cái quần em đang mặc em mua từ rất lâu rồi, có 35.000 thôi em mặc 11 này. Nhanh tay nhanh tay nhanh tay nha. 11 chốt cho em này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nha. Mã này mặc cực kỳ sáng da. Thúy Mộng 11 này. Còn mấy chiếc thôi ạ. Thúy Hồng cho em này, mã này đẹp lắm luôn. Mê luôn. Thúy Hồng cho em này. 55.000 cho em này. Phương Pha có hàng, các chế có đơn cho em xin số điện thoại nhá. 11 Xí Xóa có hàng, Xí Xóa xin số điện thoại này. Nhanh tay nhanh tay. Thiện Tâm ơi, có màu đen không? Mã này không màu đen tình yêu, à mã này màu xám thôi. Màu xám thôi. Mã này có màu xám nhưng màu xám cũng chưa lên đâu. Màu xám chưa lên đâu các tình yêu ơi. Thúy Dung có hàng. Thúy Dung ơi, Thúy Dung nào đây? Luyến cho em này. Luyến 55.000 này. Luyến đẹp quá. Mã này mặc ôm eo này, xuất sắc luôn. Mọi người mặc bên trong. Hôm em chưa tìm được áo sơ mi. Hôm nay phải tìm áo sơ mi cho mọi người này. 11 Phạm Thư cho em này, phải tìm áo 10 Thư này. Phạm Thư này. 55.000 đẹp lắm luôn mọi người ạ. Mã này mặc á thì phải gọi là 11 Phạm Mơ này. Nhanh tay, còn một cái cuối cùng là hết này. 55.000 cho em này, còn một cái cuối cùng là hết. Lên nào, lên một mã hot nào. Lên một mã hot luôn. Cái mã này không đổi màu giúp em nha. Không đổi màu giúp em này, chắc chắn mua cho em bản thân thấy màu vàng đẹp hơn. 11 còn một chiếc cuối cùng nữa là hết này. Còn một chiếc cho em nữa này. Phạm Thư luyến luyến xin số lại cho em 11. Xí Xóa 11 này. Ok, 11 chốt cho em Moon Mèo này. 55.000 cho em này. Cái mã nó ra này chốt cho các tình yêu đủ đơn nha. Lên cho em dạ đi anh, 5 chiếc. Dạ nào? Dạ đỏ 5 chiếc. Lên cái dạ này quá xuất sắc luôn. Dạ này thì khỏi phải nói. 11 chị Quỳnh Nguyễn ơi hết rồi. Không biết là 11 còn không? Đây 11 còn rồi. 11 còn 18. Không biết là đây 11. 11 còn đúng một mã này thôi. Đúng một cái. 11 Quỳnh Nguyễn đúng rồi. Ok này. Luyến luyến xin số cho anh này. Thiện Tâm ơi, không đổi màu giúp em đâu tình yêu ơi. Màu em chưa lên mà tình yêu. 11 hết rồi cho em. Lên cái dạ đỏ cho em đi. Dạ đỏ ngoài đang còn sót 2. Lên đúng 7 cái dạ đỏ. Dạ này đắt lắm luôn ý. Eo ơi, thực sự cái dạ này quá xuất sắc. Lên cho em dạ đỏ anh. Đưa dạ đỏ cho em nào. Trời ơi, có cardigan dáng dài đấy. Nhiều cardigan lắm. Màu may cardigan đây. Dạ đỏ em nhập đắt dã man luôn. Đây 8 cái. Đúng 8 cái dạ đỏ này em dừng nhá. Bởi vì dạ đỏ này phải gọi là siêu đắt vào vụ á. Mọi người mua ở ngoài một cái này phải 500 đây. Nhìn của em này. Dạ này xuất sắc luôn này. Nhìn của em này. Nhưng mà không đổi màu giúp em nha. Đổi màu là em xả đơn không chốt đâu ạ. Các tình yêu đổi màu là không chốt. Bởi vì em không lên là lên theo ấy đâu ạ. Cái dạ này đúng 8 cái này. Lên mã riêng cho em nhá. Bởi vì là mọi người nếu mà lấy thì lấy 2. Bởi vì rất là rẻ rồi. Một cái nếu mọi người mua 2 thì có đến 300 nghìn hai cái áo dạ. Trời ơi mã này bao nhiêu đây anh. Nói chung là khỏi phải nói nhá. Đẹp xuất sắc luôn này. Mã 13 cho em này. 13 nói chung là không phải nói, tình yêu là nhanh tay thì bật được cái em này thôi. Xuất sắc luôn, 13 cho em này. Đẹp lắm luôn này. Cổ lông này. Riêng cái lông này nha, em đảm bảo mọi người luôn, không bao giờ mua được cái này, không bao giờ mua được cái này. Giá là 155.000 cho em này. 155.000 cho em này. Giá này xuất sắc luôn này. Ok này, em Emily Trang một cái nhanh tay thì còn nha, đúng 8 cái thôi em dừng mã này. Đẹp lắm luôn mọi người ạ. Đây, mã này bao nhiêu đây nhỉ? 13 cho em đúng không? Đúng 8 cái này.
13 cho em này, Emily Trang mã 13 cho em này. Mũ lông nhá, mã này là giá của nó là 7 triệu, em không nói điêu ạ. 13 cho em này. Là bao nhiêu ạ? 155.000 cho em, 155.000 này. Là chốt cho ai đây ạ? Emily Trang. Emily Trang ạ. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. Mã này ai mà xả thì em thề luôn này. 13 chốt cho em này. Tiền Su Su này. Tiền Su Su này. Tiền Su Su à? Tiền Su Su à? Chắc chắn mua hàng chốt cho em, đừng chốt để xả nhá. Là 155.000 này. 13 chốt Đỗ Thị Anh cho em này. Hoàng Phúc có hàng này. Đỗ Thị Anh cho em này, 155.000 này. 13 Hoàng Phúc cho em này. Trần Chi Hà Nội anh. Hoàng Phúc cho em này. Mã này đẹp xuất sắc luôn này. 155.000 này. Hoàng Phúc xin lại số cho anh. 13 Trần Chi cho em này. Hoàng Phúc xin lại số nhá. Đẹp xuất sắc luôn. 155 này, ok. 13 chốt cho em nữa là ai đây ạ? 13 chốt cho em là đơn chị Trần Phương đi rồi tình yêu ơi. 13 chốt cho em nữa là Nguyễn Thùy Dung này, đẹp lắm. Mã này thực sự là ai mà không mua thì hơi bị tiếc cuộc đời luôn. 155.000 đến mức em nhận được mã này em phải gọi. Dạ có màu vàng không Bùi ấy ơi, có màu vàng nhưng màu vàng cũng chưa lên đâu nhá. Trời ơi này, đẹp xuất sắc chưa? Mã này phải gọi là siêu siêu sang chảnh luôn này. Nhìn cái mũ lông nhá, vận chuyển mà em thề luôn, cái lông mọi người sờ á, phê luôn, quá đẹp luôn. 13 cái lông này không bao giờ bị giật luôn, không bao giờ phải là vớ vẩn đâu. Phạm Thư xin số điện thoại cho em này. 13 còn đúng hai cái nữa nhìn của em này. 13 Thiện Tâm cho em này. Đẹp lắm luôn, cái còn đúng một chiếc cuối cùng. Em áp dụng các chế chia sẻ livestream thôi. 155.000 này, đây của em này. Đẹp lắm luôn này, hàng Nga này, đẹp xuất sắc. Đây mọi người nhìn này, cái mã này mọi người mặc cho em bên trong với len này, đẹp xuất sắc luôn. Nó phải gọi là siêu siêu đẹp luôn, siêu sang chảnh luôn này. Mọi mã này mọi người mặc em nó thật, nhìn của em này. Ngoài cái dạ của nó là hơi nhũ nhẹ, nhìn của em không ạ? Nhìn của em không ạ? Riêng cái dạ đây cho mọi người xem cái tác của nó không lại bảo em nói điêu. Cái nào cũng là 1988 à 1900 bao nhiêu tệ, có nghĩa là dần gần 7 triệu này. Không bao giờ điêu, nhìn đúng không ạ? Mã này mặc đi chơi Tết thì phải gọi là người khác ngước nhìn luôn, mặc kiểu nào cũng xinh này. Eo ơi. Nhìn cái cúc của nó xịn dã man luôn. Môn mèo xin số điện thoại. Môn mèo Phạm Thư xin số điện thoại. 13 còn một chiếc cuối cùng là hết sạch luôn. Lô này tiếp tục sẽ về. Đây, xinh chưa? Hàng Nga cho em hết rồi. Chốt cho em 13 này. 13 sẽ tiếp 13 luyến luyến tiếp cho đủ đơn đi này. Một chiếc. Thế thì còn mấy người nữa cơ. Sợ xuất sắc, sợ dã man luôn. Cái mã này phải gọi là siêu siêu xuất sắc luôn này. Đẹp quá trời ơi. Dạ này nhìn của em này. Nhìn em này, nó sẽ có nhũ và nó sẽ có một cái cho mọi người ở đây luôn. Bảo rồi mà, bán hàng là phải săn được mã đẹp như em. Chứ còn bán hàng mà, em ơi mọi người thực sự nhá, rẻ ok. Nhưng mà thử mua cái dạ 108 ở ngoài xem. Em thề mọi người luôn, đây nhìn cái túi của nó này. Đều là hàng hãng của nó hết luôn. Mọi người mua cái dạ 108 ở ngoài không ra gì luôn. Em thật đấy. Cái dạ này của em mặc đi chơi Tết thì phải gọi là mất nấc luôn. Nhìn cái dạ người ta dày như này, đẹp chưa? 13 này. 13 này, cái này cuối mình chốt cho ai nhỉ? Không phải, một người nữa cơ. Hàng Nga. Hàng Nga ok. Luyến luyến có chưa? Hàng Nga luyến luyến chưa có đâu, lấy một cái của luyến luyến. Thế để lên cho em 5 cái vàng đi, 5 cái vàng đi. 5 cái vàng đi, lên cho em 5 cái vàng nhanh đi. 5 vàng. Sang màu vàng cho em nhá, sang vàng cho em nhá. Năm đúng 5 cái vàng thôi, không kỳ kèo bởi vì trời ơi cái mã này xuất sắc luôn. Có màu khác nhá. Cái mã này dạ này chắc chắn mua hay chốt cho em, chắc chắn mua hay chốt cho em, đừng chốt cho vui miệng nhá, đừng chốt cho sang miệng cho em nhá. Chắc chắn mua hay chốt cho em và chỉ chốt trên livestream mới có giá là 155.000. 155.000 này đổi sang vàng cho em tình yêu. Đây. Riêng màu vàng em thấy đẹp hơn rất nhiều màu đỏ, bởi vì vàng mọi người mặc màu vàng kết hợp với cái gì cũng đẹp, vàng quần đen cũng đẹp. Ai đổi màu đấy? Mọi người đừng đổi màu cho em nhá, đỏ với vàng này. Đổi màu khỏi luôn đấy. Mọi người đừng đổi màu cho em nhá, bởi mua hai cái rất là đẹp luôn rồi. Đây, đợi em tí này, đây nhìn của em. Cái này đây cho mọi người xem, đẹp xuất sắc luôn. Hoàng Cúc đẹp. Xin lại số cho anh. Đẹp lắm luôn, Hoàng Cúc xin lại số điện thoại Hoàng Cúc cho em đây. Mã này đẹp khỏi nói, đúng 5 cái này em dừng clip này. Bởi vì nó phải gọi là xuất sắc, 155.000 một cái dạ này. Nhà em gọi là nổi lên từ cái dạ này. Nhưng em chỉ áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream thôi. Cái dạ này rất đẹp này. Còn không bán buôn cái dạ ở đâu ạ? Dạ này em không có mà bán buôn ấy ạ. Đây rất đẹp này. Cái dạ này nó phải gọi là, đây mọi người nhìn hộ em cái mũ này. Em cái mũ là em vừa ép luôn nhá. Nhìn này, mà lông này. Đẹp luôn này. Mã bao nhiêu đây? Ok, Phạm Thị Lụa vàng này. Chốt vàng cho em này. Chốt Phạm Thị Lụa này. Màu vàng đẹp hơn màu đỏ rất nhiều. Màu vàng mặc với màu đen cực kỳ đẹp. Em lấy màu đỏ á. Và màu đỏ mọi người mua ở đâu cũng có. Riêng vàng màu này mới hiếm. 155.000 này. Ừ hôm qua đúng rồi chị ơi, bởi vì là cái phí vận chuyển của em về đắt hơn. Đắt hơn có 10.000 thôi. Em nói thật mọi người luôn này, em đắt hơn 10.000 nhưng em lỗ là lỗ luôn đi chứ không phải ấy đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái phí vận chuyển của nó này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em này. Đây, má này đẹp lắm luôn này. Đây, nói chung là khỏi quảng cáo nhá. Trời ơi, màu vàng này sang chảnh chưa? Màu đỏ nhá, mọi người mua ở đâu cũng được bởi vì màu đỏ quá là điều bình thường luôn. Màu đỏ là quá là điều bình thường luôn. Bùi Thị Ngọc Hà này. Mã 14 cho em này. Đây. Nặng trịch luôn, cái này hơn 1 cân một cái, mã 14 này.
Bùi Thị Ngọc Hà này, Bùi Đỗ Trà My này, Ngọc Hà đúng không? Ngọc Hà cho em này, 155 này. Đỗ Trà My là đơn lúc nào ấy? Đơn mới đúng không? Đơn Đỗ Trà My này, chị Phương Nguyễn màu vàng này, 14 Đỗ Trà My này. Bùi Thị Ngọc Hà xin số này. Đỗ Trà My cho em này, 155 này. Ok này, 14 chị Phương Nguyễn cho em này, còn một cái cuối cùng đấy hết này. Phương Nguyễn. Mã này không nhận là hơi phí mà, 155.000 thôi. Bùi Thị Ngọc Hà xin số đây. Màu này mới hot này, thề luôn, màu chuẩn ngoài nó sẽ hơi nhũ nhẹ một xíu nha, nó không bị nhũ quá, nó là như kiểu là mình là ngôi sao ấy, nhìn đồ em này, nó không nhũ một nhẹ, nhũ nhẹ một xíu thôi. Đẹp xuất sắc, trời ơi. Cái mã này nhá, eo thực sự này, nhìn đồ em này. Đẹp lắm ấy mọi người ạ, à. Mã này em còn chưa kịp mặc ấy, 155.000. Không bao giờ nói điêu luôn, trời ơi. 14 này Nguyễn Ngân Khánh này. 14 này, đẹp xuất sắc chưa? 14 Nguyễn Ngân Khánh cho em hết này. Đẹp lắm luôn này, đẹp chưa này? Dạ nặng chưa này? 14 Nguyễn Ngân Khánh cho em là hết sạch. Mã này nó phải gọi là quá xuất sắc. Nguyễn Ngân Khánh hết hàng cho em. 14 Nguyễn Ngân Khánh hết cho em này. 14 Nguyễn Ngân Khánh hết cho em này. 14 Nguyễn Ngân Khánh cho em hết này. Em không có kéo sơ mi nào ấy. 11 này Nguyễn Ngân Khánh này. Ok, 155.000 cho em. Thế cho em mã này, riêng dạ lấy hết sạch rồi, bởi vì dạ rất là đắt. Chốt cho Phương Thoa một cái nữa này. 14 Phương Thoa, 14 Đỗ Hồng Vân này, đưa cọc vàng nữa đấy. Khổ mãi trưởng. 14 Phương Thoa, 14 Đỗ Hồng Vân, 14 Phạm Thư này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. Mã này em gọi là em chiều có chế lắm đấy. Chứ mã này trời ơi em bán em sót ruột lắm. Trời ơi 14 này, 14 chốt Đỗ Phương Thoa này, 14 chốt Phương Thoa này. Phương Thoa này, 155 này. Chắc chắn mua hàng nha, không chốt cho các chị ấy đâu ạ. 14 Phạm Thư này, 14 Phạm Thư này, Phạm Thư cho em này, 155 này. 14 chốt Đỗ Hồng Vân này, 14 Đỗ Hồng Vân này, 155.000 ạ. 155.000 là bán rẻ hơn luôn đấy. Đây 14 chốt cho em chị Nguyên Hiền không giấu ạ. 14 Nguyên Hiền không giấu này. Đây mọi người nhìn này, rất đẹp luôn này. 14 Nguyên Hiền không giấu này, mọi người nhận cái mã này xong nhá. Em bảo rồi, Nguyễn Hiền không giấu cho em này, 155 này. Mặc được thơm Jenny ơi, mặc được, mã này mặc được, bởi vì là sao, nó là dáng choàng mà. 14 mọi người nghe kia em nói này, em không đặt đơn cho các chị là em bận đi sinh nhật rồi, em bận em bị mất tiền, em bận các này, em cũng không. Phạm Thư có rồi nha, Phạm Thư xin số điện thoại này. Ship chị Phương Nguyễn ơi, chỉ ở Tham City chỉ ship 20.000 thôi mà tình yêu, ở Tham City chỉ ship 20.000 thôi mà. Chị Mít Phương ơi, mã 14 cho em này, còn đúng một chiếc cuối cùng nhanh tay thì còn, chị không bán thì không biết bà sót cái gì. Trời ơi, bởi vì sao cái mã này nói chung là em không muốn bán đâu, đắt lắm. Mã này em nhập cao lắm. 14 nhanh tay cho em cùng một chiếc này. 14 cho em. 14 này. Ok tình yêu. Nhanh tay cho em 14 này, không thì chốt cho em. Nhanh tay cho em này, 155.000, mọi người không mua đâu cái da này đâu. Đỗ Trà My, Bùi Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hiền xin số cho anh, 3 người chưa có số. Nhanh tay. Ship đổi thành. Nhanh tay cho em là để em lên mã mới nữa các chế. Lên một mã phao nó rất đẹp này, phao này phao dáng dài, hôm nay cũng xả cho mọi người bởi vì Yến Linh này, mai đẹp quá, trời ơi. Ai mà đã mua cái